Xin chào quý vị khách hàng thân yêu của Bệnh thẩm mỹ Ohio. Ngay trước mặt quý vị đây là anh khách hàng đang được bác sĩ Phùng Cương xóa hình xăm trên cánh tay bằng công nghệ laser Bicunil 450. Công nghệ độc quyền của Bệnh thẩm mỹ Ohio đã được FDA Hoa Kỳ kiểm định an toàn và hiệu quả vượt trội trong mọi hình xăm xóa. Khách hàng hôm nay của Ohio sở hữu hình xăm trên cánh tay với màu mực phủ kín bề mặt sau khi được bác sĩ thăm khám và lên bác đồ điều trị riêng biệt. Khách hàng đã đăng ký sử dụng liệu trình xóa xăm tại Bệnh thẩm mỹ Ohio và hiện tại bác sĩ đang xóa xăm với khả năng xóa đáp ứng vô cùng tốt với mọi màu mực trên da. Nếu quý vị đã theo dõi Ohio thì chắc chắn sẽ thấy được sự khác biệt giữa công nghệ xóa xăm thẩm mỹ này, bởi tác động laser khi vào các vùng da xung quanh thì sẽ xóa sạch màu mực xăm, an toàn cho da. Dù là mực xăm có sâu dưới 5 lớp da đi chăng nữa thì laser Bicunil 450 vẫn tác động rất sâu và xóa sạch màu mực một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể. Mỗi một khách hàng sẽ có hình xăm khác nhau, cơ địa khác nhau, do đó để xóa sạch được màu mực đào thải nhanh chóng ra khỏi cơ thể thì quý khách hàng hãy thực hiện đúng theo những gì mà cẩm nang chăm sóc của bác sĩ Ohio đã lên phác đồ khi chúng ta đến điều trị. Và tập luyện thêm thể dục thể thao giúp quá trình đào thải màu mực xăm có thể diễn ra nhanh nhất có thể. Vâng, và các bạn có thể thấy anh khách hàng của chúng ta đang xóa xăm vô cùng nhẹ nhàng đúng không ạ? Đây chính là nhờ kỹ năng đáp ứng laser trong da liễu của bác sĩ, đồng thời là nhờ vào công nghệ laser Bicunil 450 có thêm tích hợp đầu da xịt lạnh giúp bảo vệ nền da cho mọi khách hàng của chúng ta. Mỗi hình xăm là một câu chuyện và mỗi người sẽ muốn xóa xăm vì từng những lý do riêng biệt khác nhau. Ohio sẽ luôn đồng hành cùng với khách hàng để xóa sạch hình xăm một cách an toàn và hiệu quả nhất có thể, sạch màu mực và không gây sẹo xấu 100% đấy ạ. Nếu như quý khách hàng cũng đang có những hình xăm muốn xóa sạch nhanh khách hàng của chúng ta đây thì hãy liên hệ ngay đến bác sĩ Ohio bằng cách comment inbox hoặc gọi trực tiếp đến số hotline 0828615615, liên hệ sớm để được nhận ưu đãi lên đến 65% chi phí trọn gói, chỉ duy nhất 5 suất một ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào trong những livestream tiếp theo của Bệnh thẩm mỹ Ohio ạ.